chớp ngân thù. Hello, tôi xin chào đài Việt Vision, tất cả anh em, các anh em trong đài Việt Vision và bà con cô bác mình. Tôi tên là Tuyết Mai, tôi ở tại California, Nam Cali. Tôi hôm nay tôi cũng có hai cái vấn đề bức xúc, tôi muốn trình bày với lại bà con. Cái bức xúc thứ nhất của tôi là cái việc mà cái bọn đạo tặc đó nó quấy nhiễu quá nhiều. Bây giờ nó ra đường, nó chặn, nó làm quá loạn, làm cho đường xá giao thông bị tắc nghẽn. Nó bây giờ nó không còn là gây rối nữa mà nó bắt đầu nó đánh phá. Nó đánh phá cho nên là người dân chúng tôi chịu không nổi. Chẳng những tôi lên tiếng mà cả các đài của chị Phùng Tuệ Châu, anh Ngọc Lập hoặc là Nguyễn Phương Hùng, tất cả các đài nước ngoài cũng đã lên tiếng cái vấn đề là cái bọn giáo dân do thằng cha Thục á, cha cầm đầu đó, thì xúi dân làm. Bây giờ nó không còn chống phá nữa mà bây giờ nó đã tiến vào nó đánh. Tôi không, tất cả đồng bào trong nước cũng đã hiểu, cũng đã thấy cái việc làm của nó, cái hành động của nó, không còn gì để chối cãi nữa hết. Cho nên là mình không bàn cãi tới nữa mà mình phải lên án chúng nó. Mình phải cùng với lại lên tiếng, tất cả đồng bào cả nước mình phải lên mỗi người một tiếng nói. Cái hành động đó là cái hành động không thể chấp nhận được mà nó quấy nhiễu, nó hành động quá. Tôi thấy cái sự dã man của nó, côn đồ của nó có tính chất là đánh phá, đánh lại chúng ta chứ không còn là phá nữa. Thì bây giờ chúng ta phải đồng lên tiếng hết. Mình cả nước mà mình không chống lại cái bọn côn đồ này thì thật là rất là bức xúc. Cho nên nhà cầm quyền cũng vậy, các cấp chính quyền cao cấp phải lên tiếng để mà cho người dân chúng tôi yên tâm. Chứ mà như vậy làm sao chúng tôi tay không mà chống lại với tụi nó. Tại sao chính quyền mình có đủ điều kiện trong tay? Tôi nói, tụi nó bây giờ làm một cái ngọn lửa mà cái ngọn lửa của chúng nó mới vừa bốc lên, hoặc là một đàn kiến nhỏ thôi. Mà tại sao chúng nhà nước chúng ta có đầy đủ điều kiện? Tôi nói bây giờ, tôi nói đơn giản nhất nè. Lửa, kiến với lửa nó sợ nước, đúng không? Tôi nói bà con đúng không? Thì tại sao xe cứu hỏa mình có vòi rồng phun nước đó, mình ra mình xịt, đúng không? Mình xịt nó cho nó trôi hết những cái lửa đó đi. Để tại sao phải để cho nó bốc cao ngọn lên, hoặc là để cho nó tràn lan ra, để cho nó lan rộng ra nữa. Rồi khi mà mình đến mình chữa phải hao không? Hao nước nhiều không? Thay vì bây giờ nó mới vừa bốc hơi lên thôi, mình tới mình chữa thì cái ngọn lửa nó đâu có còn bốc lên nữa. Thấy không? Hoặc là cái đàn kiến nó cũng trôi đi hết à. Tại vì á, tôi nói á, không biết chính phủ mình á, không biết là cái sự mà hợp tác với nước Mỹ làm sao mà phải nhìn rõ được. Tại sao các nước mà cũng có biểu tình nhưng mà người ta có khói hơi cay nè, người ta chống lại nè, người ta nước nè, người ta chống lại tụi nó nè. Người ta phải làm như thế nào chứ đâu phải để nó lộng hành như vậy được. Thấy không? Rồi bây giờ á, tôi nói nè, ông Trump muốn lên nè, không phải ở bên cái xứ Mỹ này đi biểu tình là cái chuyện đơn giản đâu. Đi biểu tình phải có luật, mua bảo hiểm ha, phải mua bảo hiểm cho con người mới được đi biểu tình. Rồi cái thứ hai á, là phải đứng cái góc nào đó, cho nó một cục đất nhỏ thôi, nó đứng lên đó để nó kéo biểu tình.
chứ không được tràn lan nữa. Cái lệnh của ông Trump là bây giờ không phải mà đơn giản như ngày xưa nữa đâu, nó không tràn lan qua hai ba bên lề đường nữa. Cái thứ nhất, cái thứ hai á là cái bọn này muốn chống phá để làm gì? Ý đồ của tụi nó cũng muốn lên tiếng rồi chửi bới hay là chống phá gây rối để cho nhà nước bắt bỏ tù nó một hai lần, để sao để nó được đi tị nạn chính trị, đúng không? Nó qua nước Mỹ để nó tị nạn. Nhưng bây giờ cái lực của ông Trump không có cái chuyện đó nữa đâu ha. Chúng mày muốn qua đây á là chúng mày phải có một cái điều kiện ha, chứ không phải muốn qua như ngày xưa là đi chửi phá chống phá này kia nọ rồi vô tù một vài năm ra là được đi qua đây. Bây giờ không còn cái chính sách đó nữa đâu ha. Khi mà anh Trump đã làm việc rồi không còn cái chính sách đó nữa thì tụi mày đừng có nằm mơ ha. Cho nên là tôi rất là tha thiết yêu cầu chính quyền phải có hành động. Hành động làm gì mà mình phải sợ một cái đám kiến nhỏ và một cái nhóm lửa thôi, thấy không? Làm xong làm để cho nhân dân người ta đi đường trên quốc lộ một cái bằng nó chặn lại, nó làm những cái hành động quá tàn nhẫn. Cái một chiếc xe người ta cứu cấp cứu thương, người ta chở người bệnh đi mà nó không cho đi, người ta phải giam lại nó. Một cái hành động nó quá dã man không, thấy không? Nó quá là dã man. Nó bây giờ là nó nhất định nó giết giết chúng ta chứ không phải là nó đánh phá như ngày trước nữa đâu nha. Thì mình phải thấy được cái hành động của nó hung hãn, mình phải diệt trừ chứ không thể để nha. Chứ đâu phải mà nó ở trong cái đất nước có nước nào nó có cái luật pháp nước đó chứ. Nước Việt Nam làm sao mà đi theo cái luật của nước Mỹ được, mà mình chỉ hợp tức quá hợp đồng với nó là mình trên cái phương diện làm ăn ha, ngoại giao, chứ đâu phải cái luật của nó đưa ra là mình phải làm theo theo như vậy. Ủa rồi cái mấy cái tội cha mà cha 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 khủng bố đó, rồi nó làm loạn lên rồi cũng để vậy hay sao? Mình phải có một cái trừng trị nó chứ, đâu có phải mà để mà tự tung tự tác gì được. Mình không nghe lời một cái nước nào hết đó. Nước mình tự do, mình phải xử nó hành động quá dã man nha. Đá cục cục nó để sao nó chạy, nó hành động nó có vũ khí trong tay, tất nhiên là nó giết người chứ không còn là lên tiếng nói nữa. Cái tiếng nói nó khác mà bây giờ nó đưa ra cái hành động rõ ràng như ban ngày rồi, thấy không? Cả trên đất nước mà bây giờ cả thế giới đều biết hết nha. Cái bằng chứng đó là cái bằng chứng cụ thể nhất, đã có hình ảnh, có phim ảnh đồ đàng hoàng. Mình phải chứng tỏ với quốc quốc tế nó ép mình làm sao mà nó không cho mình xử những cái vụ này, đúng không? Mình chỉ bắt tay để mà làm ăn, để bắt tay với thương mại chứ đâu phải là cái chính sách, cái quyền hạn mình không có nữa. Mà tại sao mà chính phủ mình không ra tay, mình để cho tụi nó lộng hành như thế đó? Ngọn lửa mà bây giờ tôi nói với bà con mà để lan tràn ra làm sao mình chữa, làm sao mình chữa đây, mà có chữa thì nó cũng hao, thấy không? Hao người, hao của, hao nước, thấy không? Thay vì bây giờ dập tắt nó ngay liền, thấy không? Kiến nữa, mà nó như một đàn kiến thôi. Tôi thấy mà trời ơi, biết bao tiếng đồng hồ mà không thấy một 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 một, một cái sự nào mà để mà cản đó, chống đối lại với nó hết. Nước đó, rồi rồi dòng nó ra xịt một hồi mày lạnh chết cha mày hết, mày cũng phải lo mày chạy chứ. Còn kiến là trôi lên hết đâu. Cái luật có quyền xịt nước, cái luật không phải là tụi ra tay xịt nước ngoài đường không có vấn đề gì đó, mà tụi nó đang chống lại nó có vũ khí, có hung khí đầy đủ cái bằng chứng trong cái phim ảnh này. Thì mình ra mình cũng không có dùng vũ khí với nó, mà mình dùng nước để mình chữa lửa, thấy không? Mình phải có cái biện pháp chứ, tại sao mà lặng tiếng im hơi như vậy để cho đồng bào phải đi trên cái quốc lộ, một cái quốc lộ như vậy mà nó chặn lại, nó dùng có mấy cái miếng lưới mà nó chặn, nó che chắn nên nó không cho người ta đi. Phải là một cách, nó làm một cách kêu bằng không thể nào chấp nhận được, coi như không phải là trong đồng bào trong nước không, mà ở nước ngoài chúng tôi cũng quá bức xúc. Bức xúc là sao? Nhà cầm quyền mình quá nhẹ tay, tại sao phải là không là không có một cái biện pháp nào? Rồi đó bây giờ đồng bào thấy không, nó kéo vô tới cửa quyền mà nó quậy, nó đánh luôn cả người làm việc ở trong đó,
đó. Bây giờ từ 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 rồi để cho nó đánh, nó chém, nó giết giết rồi, rồi mình cũng đứng mình ngó sao, đúng không? Nó, người dân á, bây giờ bên này á, tôi nói cái âm mưu của tụi này nó thâm độc lắm, nó xúi cho dân với dân chém giết lẫn nhau đó. Bây giờ thí dụ như ngày hôm qua, những người người ta bức xúc, người ta đi xe người ta lái không được, người ta nhào xuống người ta đánh với cái đám này được không? Tại vì người dân làm ăn, người ta hiền, người ta chất phác, không chứ nó đụng tới mà cái người mà người ta có máu mặt đi, người ta chịu nổi rồi phải là hai bên đánh nhau không? Không cần chánh quyền ra luôn nữa, hai bên dân với dân nó quánh nhau thôi, có phải chết chết giả không? Cái tụi mà bọn mà cái bọn cờ vàng bên đây nó rất là thâm độc, tại vì cái hận thù nó chứa chấp, nó chứa trong đầu, trong óc, trong não nó để nó tồn vô đó, để mà nó nhất định nó dứt khoát, nó xúi giục cho bà con để đánh phá với nhau. Bây giờ ai ai mất mát thất thoát gì không biết, mà chính là người dân với người dân. Cái vụ này xảy ra người dân với người dân mất mát, cái người đi chống phá cũng mất một ngày làm việc, một ngày làm ăn, cơm áo gạo tiền, rồi cái người bị dừng xe lại cũng thất thoát, cũng mất mát đi. Những cái công việc nó đã bị chặn lại thì ai bây giờ ai với ai đánh phá nhau đây, phải dân với dân không? Phải không? Mình phải nhìn cái mặt nhau đi. Mình là người dân với nhau mà mình đi nghe lời một cái bọn chống phá, nó phá, nó gây rối rồi nó xúi giục mà mình đi đánh với nhau. Bà con hãy nhìn lại đi, có phải mình với mình không, có khác chút nào không? Phải chi mình đánh cái chống phá cái tụi nước ngoài hay cái người khác cái mặt với mình, còn này toàn là người Việt với người Việt quánh với nhau, thấy không? Mình phải nhìn lại coi, để cho quốc tế nó nhìn vô, nó ô cái tụi này không, nó thấy không, nó tự động nó đánh nó phá nhau chứ đâu có đánh, nó đâu có chống như xâm lược, có ai xâm lược mình? Ví dụ giặc đánh giặc, có giặc mình mới đánh chứ. Nó mấy tụi cờ que ba que bên đây nó đã đánh giặc 40 mấy năm bên đây rồi, nó kiếm giặc đánh, mà giặc ở đâu mà đánh, không có giặc mà nó lại đi đánh giặc. Thì thành ra hai phe nó đã đánh bên đây, tôi chứng kiến, tôi từng chứng kiến hai bên nó tự chống phá nhau, nó đánh rầm 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 bên đây à. Rồi bây giờ nó thấy cái sự việc nó làm bên đây, nó thấy được, nó bây giờ nó xúi giục ở bên kia, thấy không? Nó xúi giục để cho hai bên đánh đó. Bây giờ rõ ràng nếu mà người dân người ta chạy xe tới đó mà bị dừng như vậy, mà tất cả mấy trăm ngàn chiếc xe bây giờ người ta tuôn xuống, người ta quánh lại cái đám này được không? Tụi này nó cũng có mấy que thôi, nó đâu có nhiều, không mà nó kiểu mà nó làm loạn, nó lấy đá lấy đồ nó chất đằng đống ra để mà nó chọi chọi người ta, mà trong khi người ta xin để người ta đi qua, người ta có công có việc người ta lại nó nữa mà nó không cho đi, thấy người dân là quá bức xúc rồi. Bao nhiêu đó thôi, tôi đề nghị á, bà con mình tới 90 mấy triệu dân ha, mình phải mỗi người lên một tiếng nói thôi. Mình yêu cầu chánh quyền, một là mình yêu cầu chánh quyền phải ra tay, chứ không thể nào để cho tụi nó lan tràn lên nữa, để cho tụi nó chống phá như vậy là người dân đâu có yên ổn mà làm ăn đó. Bây giờ người ta đi đường người ta thấy cái cảnh này, người ta về người ta thấy, ủa tại sao tụi này nó chống phá mà chánh quyền đâu mà không ra ngăn cản, để cho nó ngăn chặn cái xe người ta như vậy, nó đâu có là cái, nó đâu có một cái quyền nào, thấy không? Nhân quyền, nó nhân quyền gì mà nó ra nó cản xe người ta vậy? Nó là nó đi đi đấu tranh cho nhân quyền, đi lên tiếng nói, mà tiếng nói nó đâu, nó lên nó chửi, thấy không? Tất cả chúng tôi nó nói là dư luận viên này kia nọ, nhưng mà chúng tôi nói chuyện với nó từ đài Việt Vision cũng vậy, người ta ăn nói với nó đâu đó có trình độ đàng hoàng, chứ đâu có phải nó vô nó comment nó cũng chửi, mà nó lên nó ngồi ở trên Facebook nó cũng chửi, tất cả tiếng nói nó đều là chửi không à, thấy không? Cho nên là người dân người ta đâu có nghe được mà người ta theo, chỉ có những cái thằng cha đạo tặc đó ha, nó cái thằng cha mà coi như vô lương tâm, không có tâm để dạy cho con, nó nhân danh một cái thằng cha để mà nó kêu gọi. À, những cái thằng cha đó là coi như phải truy quét nó, à, phải phải có hành động với nó. Tại sao mà mình cái gì mà mình phải sợ mà cái nhân quyền? Mình đất nước mình có luật pháp, mình phải có cái luật như thế nào riêng tư của mình, chứ đâu phải mình nghe lời cái tụi nước ngoài hết.
chưa chắc gì nó đã giúp mình. Tôi nhớ lại là mấy chục năm về trước không có bắt tay với Mỹ, dân mình cũng sống vậy, sống nghèo nhưng mà tinh thần người ta rất ổn định, thấy không? Tôi chỉ nói là một cái nhà này mà hát nhạc Mỹ rồi á là nhà kia qua cái bên nói ồ không được, là coi như người ta tắt cái đài liền, không dám làm liền. Tại sao bây giờ nó loạn lên như vậy, nó muốn hát nhạc gì nó hát, nó chế ra nhạc gì nó hát cũng được hết, thấy không? Mình phải chặn lại, chặn đứng lại, mình đâu có để mà lửa mà nó bốc lên cao lên được. Mình ra mình dội, mình xối, mình xịt nó cũng hao nước, đúng không? Thay vì bây giờ cái ngọn lửa nó còn đang non, mình ra mình xịt có mấy giòi là nó tan tan biến hết rồi. Kiến cũng vậy, bu lại thì tao xịt nước cũng ba cũng văng ra hết, không còn một con nào hết trơn á. Mình phải làm chứ. Bây giờ tôi nói là cái đài Việt Vision á, tất cả anh em chung sức làm, họ làm bằng cái tâm huyết của họ, họ làm bằng cái sự nhiệt huyết, cái tấm lòng của họ thôi. Nhưng mà họ tay không, họ không có một cái gì để họ mà chống đối lại với nó, hoặc cái lực lượng. Bây giờ tôi đề nghị chính phủ phải cho một cái lực lượng an ninh nằm trong cái chương trình của đài Việt Vision, để có gì anh em chúng tôi alo một cái là tất cả các chiến hữu ra để mà chống, để mà đối phó lại với cái đài Việt Vision. Chứ bây giờ á, cái đài của anh em á cũng là lên tiếng nói thôi, còn bây giờ phải ra trận với nó, đi quay phim, thấy không? Chúng nó cũng dùng gạch đá chúng nó chọi, nhưng mà tội cho các em nó cũng hy sinh. Hy sinh vì sao? Hy sinh vì đại sự, đại quốc gia đại sự. Mà tại sao đảng của chúng ta phải cho một cái lực lượng để cùng hợp tác với Việt Vision? Chứ mà ngồi bây giờ ngồi ngồi đó mà không không hành động, tại sao một cái tiếng nói của một cái người dân mà nó lên nó chửi, nó nói là đảng cộng sản sợ nó, thấy không? Làm sao là sợ nó, cái gì mà sợ nó? Cho nên từ chỗ đó cái nó mới lan tỏa ra. Còn bây giờ mình cũng có an ninh chìm, an ninh nổi, mình phải theo dõi từng bước những cái con chống phá, những cái thằng chống cộng phá này kia, thấy không? Nếu nó lên tiếng mà mình phải chặn nó liền, không để cho nó phát tán ra, đó. Hoặc là không cho nó mình phải áp áp chế nó liền, chứ ức chế nó liền, chứ không để nó lan rộng tiếng nói của nó lan ra, thấy không? Tôi nói cái vụ này cũng là do một phần cái thằng Dương Văn Thả nữa, thấy không? Nó xúi giục dân phải cầm búa, cầm rìu, cầm bơm xăng, cầm đá, cầm vũ khí theo, ha, rồi cái tiếng nói nó cũng ảnh hưởng tới cái đám mà hỗn loạn này nữa, thấy không? Nó nhất định mà nó phải đi 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 đánh đánh phá mình, chứ không còn là tiếng nói, lên tiếng nói nữa. Nếu lên tiếng nói nó chỉ tiếng nói thôi, còn bây giờ nó kéo vô tới trong đồn, nó đánh phá vô tới đồn, nó rồi để cho nó kéo vô cái đồn này được thì nó sẽ kéo tới cái đồn khác được, thấy không? Nó kéo tới cơ quan khác được. Đồng ý, mình vẫn biết tụi nó là tụi bây giờ là ăn vạ, mình đụng tới nó là nó ăn vạ, nhưng mà ủa, luật pháp của mình mà nó ăn vạ, bây giờ bắt vô rồi chính phủ Mỹ nó bỏ tù mình, sao mình sợ, phải không? Làm gì mình sợ nó? Bây giờ cả thế giới đều biết hết tất cả những cái hành động của nó, mình cũng có những cái bằng chứng nó đã dùng những cái hành động của nó như vậy, thì bằng chứng mình cũng có, mình cũng đưa ra mà hội đồng quốc tế được vậy, chứ đâu phải không được. Mà tại sao mà mình thu thập bằng chứng mình đưa ra, chứ mình không có bằng chứng sao mà mình phải sợ nó? Nó bắt một cái nó đi kêu gọi, nó réo, nó tru, nó tríu, nó đòi người này kia kia nọ, nó đòi là một chuyện, còn một chuyện luật pháp mình phải nghiêm minh, mình làm răng đe một người này cái người kia nó mới sợ chứ. Còn bây giờ để cả lũ cả bọn nó giống như là côn đồ vậy mà nó không có sợ mình một cái gì hết trơn á, mà để cho nó lộng hành như vậy. Tự nhiên tôi nói thiệt á, đồng bào bây giờ cũng vậy, nó bây giờ nó thỉnh nguyện thư, bây giờ đồng bào cả nước mình cũng phải lên tiếng, cũng cũng đưa cái thỉnh nguyện thư mình ra để mình có cái bằng chứng.
tại vì nó không còn mà là không cái bằng chứng không có giả được, lên phim ảnh rồi là không có giả được, mình không có nói gian dối cho nó được, mà đó là sự thật. Cho nên mình cũng đồng bào mình cũng phải nên làm một 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 cái thỉnh nguyện thư, rồi mình phải đi theo từng bước như vậy, rồi rồi cái cách nhà nước phải phải tỏ ra cái thái độ để cho người dân yên tâm. Chứ tôi bức xúc với cái chính quyền mình quá quá là nương tay nương với những người người ta hiền lành, chứ cái bọn phản động này là cái bọn bọn giết người. Quý vị nên nhớ đi nghe, đã nó nói là nó là thù rồi á, nó thù rồi là nó không có còn ôn hòa nữa, nó không có còn ôn hòa nữa, mà nó nhất định nó phải giết, nó đánh giết, chứ nó không còn là tiếng nói nữa, tại vì nó mang trong mình nó cái máu căm thù. Quý vị nên nhớ đi, thù là nó không bao giờ nó không có đánh giết mình, thì mình phải ra tay, chứ không thể nào để mà cho nó khi mà nó đã cái ngọn lửa nó đã bừng lên, nó cháy lan tỏa hết thì không, mình đánh nó rất là hao 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 mòn binh sĩ mình đó. Đó. Còn tôi nói cái đó là cái bức xúc của tôi, nhưng mà tôi cũng suy nghĩ lại là như thế này. Tôi nghĩ cái câu mà đảng của mình nói là như thế này: ta nhịn ta nhường nó một bước để ta tiến lên ba bước. Tôi thấy cái câu này cũng rất là hay, tại vì mình người dân mình bức xúc, mình nóng, mình nói, nhưng mà chính quyền người ta làm một cái gì, người ta đã có tính toán, người ta đã có suy đoán, người ta biết cái nào làm được và cái nào không, cái nào có lợi cho dân và cái nào không có lợi cho dân. Khi mà tôi suy nghĩ cái câu mà nhịn một bước để chúng ta tiến lên ba bước, cho nên mới là đánh nó thắng, đánh nó chúi nhủi, chúi đầu, cởi lột tuột quần chạy, bỏ dép chạy ngày 30 tháng 4. Thấy không? Cái câu đó tôi thấy rất là có ý nghĩa, cho nên tôi suy nghĩ lại, tôi nghĩ là chính quyền mình phải để có bằng chứng, nhân chứng, vật chứng có cụ thể hết rồi, bắt đầu mới hành động. Theo tôi nghĩ là như vậy, bà con nghĩ có đúng không? Tại vì mình người dân mình thấy nó làm quá, mình cũng cũng bức xúc, mình phải lên tiếng, nhưng mà mình cũng phải lên tiếng để cho chính quyền họ hiểu được cái tấm lòng của dân. Tại vì mình là người dân, mình lúc nào mình cũng yêu thương cái đất nước, cái quê hương của mình hết. Mình không muốn chiến tranh, mình không muốn nổi loạn lên, mình muốn sống một cuộc sống yên yên lành, lo làm lo ăn đó. Quý vị thấy không, mất một ngày làm thôi là mất biết bao nhiêu mà nó chặn lại biết bao nhiêu là xe. Không, nếu mà cái xe cứu thương đó mà không lại nó không cho qua, thì cái nạn nhân trên đó chết rồi, ai chịu trách nhiệm đây, ai là người chịu trách nhiệm? Thấy chưa, nó như vậy là nó giết người, nó quá là tàn độc rồi. Cho nên tôi nghĩ là chính phủ ta không không thể nào làm ngơ, không thể nào làm ngơ mà khi giặc giặc nội nó đã nội nổi dậy lên như vậy, đã là mình nó không còn phải là người dân nữa. Tôi tuyên bố là cái tụi này nó không phải là người dân nữa mà nó là giặc, thì giặc mình không thể nào mình tha nó được hết á, tại vì nó không có tha mình không đánh nó cũng đánh mình. Thấy rõ chưa, mình càng nhịn nó càng tiến sâu vô. Mới ban đầu nó chỉ lên trên Facebook nó nói thôi ha, nó nói từ từ nó gom tiếng nói, nó viết bài, nó nói, nó chống, nó phá. Bây giờ nó xuống đường rồi, nó gây lên, nó tụ tập lên thành một nhóm, một băng đảng của nó đó. Cho nên mình cứ nhịn thì nó tiến. Không, bây giờ không, mình nhịn một bước thôi, mình phải tiến lên ba bước nha. Tôi nhắc lại cho mấy mấy đồng bào hiểu được cái câu này: nhịn nó một bước để mình tiến lên ba bước, chứ mình không thể nhịn hoài được để chúng đánh phá mình. Tại sao mình phải tự vệ chứ, tự nhiên nó ra nó kéo nó vô tới trong đồn công an mà nó đánh tới công an, mà tới người ta vô người ta cứu thương nó cũng không cho nó cản lại. Đó. Nó ăn nằm, nó ăn vạ, không, nó đi biểu tình rồi nó xô lẫn với nhau, rồi nó té xuống, nó xỉu, nó nằm đó. Tại vì nó đi biểu tình, nó kéo biểu tình thì tất nhiên là phải mệt, nước nôi nó không có, nó ăn, nó uống, nó phải té, nó xỉu xuống đó. Nó nói là hả, công an đánh.
mà không thấy cái hình ảnh của công an đánh. Nó quay ha, nó trăm cả trăm người mà nó quay không thấy cái cảnh nó bị đánh, mà thấy nó cái cảnh nó nằm ngửa đó, nó ăn vạ đó, thấy không, ăn vạ đó. Nó nói là công an đánh nó này kia kia nọ, mà thật sự là không thấy cái đánh mà thấy nó nằm vạ đó. Nó tại vì nó xô qua lấn lại với nhau, tự nó xô với nhau thôi, tại nó cái số đông mà, thấy không, rồi nó té xỉu ra rồi nó nằm nó ăn vạ. Mình cũng biết là cái loại này, cái loại mà loại Lê Văn Liều biết chứ không phải mình không biết, phải không, nhưng mà mình phải có cách xử lý với nó. Tại vì người dân á, người ta cũng là tay không với người ta lo làm lo ăn nữa, chứ không đi ra mà chống lại với nó được. Thành ra còn chánh quyền thì tôi yêu cầu chánh quyền phải hành động ngay, và có cái lực lượng của chúng ta, có lực lượng để làm gì, lực lượng để ra, và mình phải theo dõi nó từng bước. Bị gì bây giờ mình đã gom nó được rồi, mình gom cái nhóm đó là mấy cái thằng mượn danh thằng cha để mà gây bạo loạn, mình đã nắm được rồi, thằng Thục, thằng Lý, thằng gì đó tùm lum tà la hết, mình đã nắm nó rồi, cái ổ của nó mình đã hốt gọn vô trong 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 cái lòng bàn tay mình rồi, nhưng mình chưa xử lý thôi, chứ mình thật sự biết hết. Thì mình phải không cho nó xuất phát, mình phải theo dõi nó từ chi tiết, thấy không? Tại sao ngày xưa tôi nhớ nè, ba nhà, ví dụ hai nhà này nhà kia coi sóc nhà này, thấy không, đó mình quản lý với nhau, thì tụi nó không có cửa nào nó hành động hết á, nó không có cửa nó hành động, thấy không, nó rục rịch cái là người dân biết rồi, hay nó rục rịch cái là mình biết rồi, chứ đâu phải mà bây giờ tự do quá. Ủa, tự do là tự do làm ăn, tự do đi lại, thấy không, chứ đâu phải tự do mà cầm gậy, cầm đá, cầm búa, cầm bơm xăng lên để mà giết chóc mà người ta. Đâu phải là tự do là vậy là tự do, thấy không, tự do bạo loạn, tự do đó hả, là đem đó nhốt đầu nó vô tù hết đi, thấy không, rồi chính phủ Mỹ nó làm gì mình, nó cũng có lực của nó vậy, thấy không. Muốn đi biểu tình mày phải đóng bảo hiểm cho tao, và cái cục đất mày đứng biểu tình đó nó gom cho được mấy trăm mét đó là đứng ngay góc đó thôi nha, bây giờ không được xuống đường mà như hai bên mà bên lề đường bên này lề đường bên kia không có, nó cho dồn vô một cái góc nào thôi. Tôi thông báo cho mà biết cái luật đó, chứ không phải mà muốn muốn làm gì thì làm. Tôi nói mình chơi mình ngoại giao xã giao thôi, chứ mình đừng có nghe lời nó. Ủa, mình đừng có phụ thuộc nó, ở đời đừng có tin ai hết á, thấy không, đất nước mình lo, thấy không, tin thằng Cộng Hòa đó, thấy không, Việt Nam Cộng Hòa đồ ngon lành lắm, nó tin nó đó, nó bỏ giữa chừng, thấy không, nó bỏ nó trốn chui trốn nhủi, thấy không, rồi làm gì nó, thấy không, nên đừng tin, mình phải tự tin nơi mình phải tự tin nơi quyền lực của mình, mà mình không tin ai hết á. Thấy không? Tại vì nước của nó lo, nước của mình lo, chứ mình phải nhìn thấy được cái hành động của nó đối xử với Việt Nam Cộng Hòa, thấy không, nó bỏ một cái rồi là thất thủ luôn, thất thủ Thăng Long Thành, tột quần mà chạy, thấy không. Đó là cái điều bức xúc của tôi cái buổi nói chuyện hôm nay. Là cái thứ hai nữa là tôi nói về cái thằng Dương Văn Thả, tôi nói về cái thằng này tại vì nó cũng là bên đạo Phật giáo Hòa Hảo, mà tôi không nói là cái thằng này, làm tôi nói một câu này nữa là cái là nó mượn đạo tạo đời, thấy không, nó nhân danh cái Phật giáo Hòa Hảo thôi, chứ nó không có đạo màu gì hết á, thấy không. Nó lên trên Facebook nó chửi kêu bằng liên tục mấy mấy tuần nay, ngày nào nó cũng lên nó chửi hết, mà tôi đã lên tiếng với chính quyền địa phương, tại vì cái địa phương mình nó nhỏ chứ nó không phải như ngoài Hà Nội, phải chặn họng thằng Dương Văn Thả này, phải bóp miệng nó lại không cho nó nói nữa. Là gì, vì sao nó kêu gọi đồng bào cầm dao cầm búa cầm sẻng để đi đánh phá, cho nên là tôi yêu cầu cái chính quyền của tỉnh An Giang, thành phố Long Xuyên phải có biện pháp với thằng Dương Văn Thả này. Bây giờ chính quyền không ra tay để cho nó loan tỏa nữa hay sao?
nó kêu gọi rồi, bây giờ nó ngồi ở chỗ nó kêu mà mình không bắt không nhốt nó, rồi nó sẽ kêu một cái đám đạo của nó ra nữa, giống như mấy thằng 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 đạo ở ngoài Hà Tĩnh đó. Mình phải thấy cái mấy thằng cha đạo tặc này thì mình phải dùng tới cái thằng Dương Văn Thả này, nó cũng là đạo tặc, thấy không, phải chấn chỉnh nó liền, phải bóp mỏ nó, không cho nó kêu nữa, nó đặt lo lên, nó phát lo cả làng cả xóm không ngủ được, người ta phản ảnh, người ta phải lại, người ta la làng với nó, rồi nó đúng đổi thừa là công an. Cho nên là tôi đã kêu gọi một lần rồi mà tôi thấy chính quyền cũng chưa có cái gì mà triệt để, nó vẫn còn lên nó la. Cho nên một lần nữa, nếu như bà con nghe được cái lời tiếng nói của tôi thì bà con ở Long Xuyên đó, An Giang, tỉnh An Giang đó, nên lên tiếng với chính quyền tỉnh An Giang, Long Xuyên là không cho thằng Dương Văn Thả này nó lên phây, nó la sùm nữa, nó chửi bới, dứt khoát là không cho nó. Bởi vì nó lên, nó làm bây giờ nó nói tiếng nói, nhưng mà tiếng nói của nó có hành động, nó xúi giục, nó kích động bà con, nó đưa ra là vũ khí, dao búa, rìu mát, xăng, bơm xăng, thì nó kích động bà con. Có một rồi từ từ, nếu mà chính quyền không ra tay, nó sẽ kêu gọi đồng đạo của nó tụ họp lại như tụi thằng Hợp. Ha. Đó, lúc đó là chính quyền mệt lắm đó. Lúc đó mà mình chặn nó cũng cũng thấy mệt mỏi. Thay vì bây giờ chặn nó từ đầu, không cho nó lên tiếng nữa, một lần nữa tôi tha thiết yêu cầu chính quyền tỉnh An Giang, thành phố Long Xuyên phải cắt đứt cái lời nói của thằng Dương Văn Thả, không cho nó nói nữa, để cho người dân An Giang là người dân quê chất phác thật thà, người ta sống yên bình, người ta không nghe cái giọng phản động của nó. Nó kêu gọi bà con để đứng lên nữa đó. Thành ra bây giờ giá nào cũng phải chặn nữa. Rồi bà con cũng vậy. Nếu mà nó mà có lên tiếng nói, bà con cứ tới dập tắt nó, không cho nó lên tiếng. Bà con ở cái khu của nó ở đó phải dập tắt cái tiếng nói nó. Nó là cái thằng tội đồ, đúng không? Chứ không phải là đạo màu gì hết á, đạo tặc. Mấy thằng này bây giờ là toàn là đạo tặc không à, đúng không? Phá rối mà nó có cái ý đồ là đánh phá, chứ không còn là chống nữa, mà nó bây giờ nó đánh luôn, nó đánh thẳng vô 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 trong đồn, vô trong cơ quan luôn, thì mình không thể nào ngồi yên nữa, phải lên tiếng nói của mình. Tôi nói thiệt với bà con á, không phải là tôi lên tiếng không, mà cả tất cả các đài ở ngoài này, người ta thấy cái video đó đưa lên, người ta bức xúc, đúng không? Trong đài người ta chịu không nổi, người ta cũng phải lên tiếng đó. Quý vị mở lên, quý vị nghe coi coi đúng tôi nói không, người ta chịu không nổi. Tại sao mà một là bức xúc cái tụi này, hai là bức xúc chính quyền không ra tay để cho tụi này nó hỗn loạn như vậy, đúng không? Ở nước ngoài người ta nếu mà loạn hả, người ta có hơi cay, khói cay, người ta xịt nó nè, nước nè, người ta chữa lửa nó nè, đúng không? Người ta dùng mọi biện pháp để người ta chữa nó, cho nó tan ra, chứ không để nó nhóm lại như vậy. Thì mình cũng vậy thôi, mình làm vậy thì thằng Liên Hiệp Quốc nó nói về mình, thằng chính quyền Mỹ nó nói về mình, tao cho tụi nó biểu tình, nhưng mà giờ nó gây loạn, nó náo loạn lên thì tao phải 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 mà xịt nước văng cho nó văng văng ra, chứ cho nó tan lửa khói ra chứ. Giờ lửa ở nhà tao cháy mà mày không cho tao chữa lửa là làm sao? Mình phải có một cái lý luận với nó chứ, mà mình có bằng chứng cụ thể ha, nội mà mấy cái đống gạch đá đó là đủ bằng chứng rồi. Rồi nó cầm nó chọi mình, có nhiều cái video clip là của phóng viên mình quay lên đó. Rồi mình đầy đủ bằng chứng rồi, mình nói chuyện với nó, mình làm cái gì mà mình phải nương tay. Nhưng mà tôi hiểu được, tôi nói đi nói lại, tôi nhớ lại cái câu đó, dừng nhìn nó một bước để chúng ta tiến lên ba bước. Vậy thì hôm nay mình phải tin tưởng vào câu nói đó của Đảng, mình phải tin tưởng, mình phải hết lòng tin tưởng. Chúng tôi rất là tin tưởng câu nói này, cho nên chúng tôi chờ đợi sự
ba bước tiến lên của Đảng Chính phủ nhà nước ta. Tôi xin kính chúc cho đài Việt Vision có một ngày đầy đủ vui tươi, sức khỏe tràn đầy và có những cái hành động để chống phá tụi này. Và tôi cũng góp một cái tiếng nói cùng với đồng bào, hẹn đồng bào và quý vị kỳ sau. Xin chào, tạm biệt. Thêm một ngày biển lặng mà lòng người dẫn động, trong lòng người.